Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sava và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị ngày hôm nay. Nhiều người đẹp Hoa ngữ thì thường có xu hướng là hẹn hò và kết hôn với đại gia. Và khi mối tình này kết thúc hoặc là ly hôn thì về cơ bản những mỹ nhân Hoa ngữ này sẽ nhận được một khoản phí chia tay rất lớn và thậm chí là nó có thể biến họ trở thành đại gia. Thứ nhất, Trương Vũ Kỳ, 6 triệu tệ. Bản sao Song Hye Kyo, Trương Vũ Kỳ từng có một khoảng thời gian yêu đương với chàng thiếu gia giàu có Uông Tiểu Phi, người hiện tại là chồng của Từ Hy Viên. Tuy nhiên thì sau này Uông Tiểu Phi và Trương Vũ Kỳ chia tay, anh chàng đã chuyển cho bạn gái cũ khoản phí lên đến 6 triệu tệ, khoảng 20,4 tỷ đồng. Thứ hai, Mãi Hồng Muội, 30 triệu tệ. Sau 9 năm bên nhau thì nam ca sĩ hàng đầu Tôn Nam đã quyết định ly hôn với vợ là Mãi Hồng Muội. Tôn Nam cũng để cho vợ 5 khối bất động sản cùng khoản phí chia tay là 30 triệu tệ, khoảng 102 tỷ đồng tiền mặt. Thứ ba, Tạ Na, 8 triệu tệ. Trước khi kết hôn với Trương Kiệt, Tạ Na từng có mối tình 5 năm sâu đậm với nam diễn viên nổi tiếng Lưu Diệp. Được biết, để bày tỏ sự xin lỗi của mình, Lưu Diệp đã chuyển cho Tạ Na 8 triệu tệ, khoảng 27,2 tỷ đồng tiền phí chia tay. Số tiền này bằng tổng thu nhập 1 năm của anh khi đó. Thứ tư, Sa Hiểu, 300 triệu tệ. Năm 2012, thì Sa Hiểu ly hôn với người đàn ông giàu nhất tỉnh Sơn Tây, Lý Triệu Hội. Có nhiều nguồn tin cho biết Sa Hiểu đã nhận được khoản phí ly hôn lên đến 300 triệu tệ, khoảng 1.000 tỷ đồng, nhưng nữ diễn viên chàng tỷ phú tìm vợ đã phủ nhận. Thứ năm, Lương Lạc Thi, 500 triệu đô la Hồng Kông. Lương Lạc Thi từng cùng đại gia Lý Trạch Giai sống chung như vợ chồng, còn sinh cho anh 3 người con. Dù bên nhau lâu năm nhưng Lương Lạc Thi không thể bước chân vào hào môn, cuối cùng họ đường ai nấy đi. Sau khi chia tay thì Lý Trạch Giai cũng gửi cho Lương Lạc Thi tiền phí lên đến 500 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 1.500 tỷ đồng. Thứ 6, Lạc Cơ Nhi, 800 triệu đô la Hồng Kông. Khoảng thời gian còn mặn nồng, Thiên Vương Lê Minh từng tặng cho Lạc Cơ Nhi rất nhiều đồ có giá trị như là bất động sản, du thuyền, xe hơi. Ngay cả khi ly hôn thì Lê Minh cũng hào phóng sang tên cho nàng siêu mẫu gốc Việt, khoản phí là 800 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 2.400 tỷ đồng. Thứ 7, Lữ Lệ Quân, 1,7 tỷ đô la Hồng Kông. Công chúng ít người biết đến Lữ Lệ Quân bởi cô chỉ từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông chứ chưa từng chính thức bước chân vào showbiz. Lữ Lệ Quân từng chung sống với đại gia Lưu Loan Hùng cả thập kỷ. Đến khi họ chia tay thì cô cũng nhận được khoản phí bồi thường giá trên trời là 1,7 tỷ đô la Hồng Kông, khoảng 5.100 tỷ đồng. Bạn có suy nghĩ như thế nào về sự việc này? Hãy để lại bình luận bên dưới comment nhé. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.